cái thời điểm này thì kiểu ví dụ con trai ta thật luôn luôn đúng vậy đi 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 mày rồi hết rồi chắc là thể 6-7 người rồi 6-7 người cả tầm trung niên cả tầm từ 30 trở lên đến 50 ui thời điểm mà cũng hơi bất ngờ trước em đi học đi tập gym này thuộc về sinh số lúc đấy thì mình đơn giản là người ta một cái cách lịch sự người ta quý mến người ta xin số mình trò chuyện gì đó thôi. Ừ. Thì tuy nhiên là về bắt đầu là đâu cuộc trò chuyện rất bình thường. Ừ. Sau đó là đi chơi. Chưa chưa. Cháu em mới đi học bóng đá cháu anh này học đánh bóng điện nhưng mà nó chỉ cớ để mà muốn gặp em thôi. Nhưng mà như em cảm thấy gặp thì nó sẽ sai. Nên là em chỉ dám nói chuyện sau đó là cũng là đây em nói thử cho anh một câu công tâm, hay là một người đàn ông mà cái gu mà em nghĩ rằng là sẽ chinh phục được các nhiều cô gái thì là như nào? Chân thành, em chỉ cần chân thành. Ôi ơi. Như gu của em chỉ cần chân thành, thật lòng thôi. Thật luôn, đúng vậy. Ừ, nhưng em có chân thành không? Em chân thành. Em chân thành đúng không? Chắc chắn không? Nói thế thì chịu rồi chứ, biết sao giờ. Chắc chắn. Thế bây giờ mà chân thành mà lại còn đẹp trai, đá bóng hay, lại còn nấu ăn ngon, lại còn rẻ mọt nữa thì sao? 10 điểm thôi nhưng... Em luôn đúng không? Rồi, ok, em được chút. Rồi xong. Cái khi khoảng là khách mời đến đây là anh đều lấy cho chi xuống ra đánh giá. Xem là bao nhiêu điểm. Thang điểm 10 em chấm 10 luôn à? Anh chấm 1 luôn. Đi đến đâu chị em dùng chứng để nói anh. Sao mà anh biết ngay mà anh biết là kiểu như em là không chỉ có phụ nữ thích đâu mà ngay cả đàn ông, thực ra đàn ông là mà cũng đều là con người cả, nên là rất dễ bị thu hút bởi một cái con người mang lại cho người ta cái cảm giác là yên bình, thú vị. Đây là vừa người thú vị nhá, tức là có những mẫu đàn ông nào good boy là gì? Ngoan ngoãn, hiền lành, nấu ăn ngon, tử tế, sống gọi là khiêm nhường, kính trên người, nhường dưới, rồi thì rất là không bao giờ chơi bời như vậy. Nhưng mà ông Cường ấy, ông Cường có cái sự ân cần, chu đáo, tin cậy, rất là mặt rất là đáng tin, chân thành, khéo léo trong ngôn từ, nấu ăn ngon, quan tâm mọi người. Ông lại có một cái thứ thú vị khác nữa. Ông chơi bóng rất là thú vị, ông nói chuyện rất là hay. Đó, vừa khéo léo vừa chân thành, đây là một cái mẫu mà chị đã hút tất cả những người xung quanh, không thể bất kỳ giới nào. Nhưng mà đúng thực sự là cái cảm xúc của em mà khi em chưa biết được nhiều về anh Cán, em chưa gặp anh Cán ở ngoài đời, có nhìn về anh Cán nó rất khác khi đến bây giờ. Khi mà ngồi cạnh anh Cán thì anh Cán cho em một cái nguồn năng lượng bỏ mẹ rồi, sẽ là sự dễ si mê nhau lắm. Nếu mà anh với em mình có yêu nhau thì mình sẽ đẹp lắm. Trai đẹp hãy hiếp mà nó lại còn yêu nhau thế này. Nope. Thế nên là em nghĩ là mọi cái nó đều là nhân duyên. Khi mà những người mà cùng chung một cái đam mê, mới chung một cái tính cách, lối sống và quan điểm sống thì người ta sẽ kết nối với nhau. Nào qua đây đúng không? Thôi thì cái này thì đơn giản.